Và bộ đội đó nó ở trong nhà của ổng chứ không phải là ở đâu, nên thử ra ổng mới từ ổng mới thấy cái cảnh đó là như vậy đó. Là bên hồ bên sông này nè chứ đâu. Vậy đó chặn địa là đánh bên sông mình ha chú. Ở đây thì bộ đội nó mới tràn qua rồi mà nó tính qua bển nó quánh lên mấy. Ở trên cái nó cũng có cái hồ mà nước. Đó, rồi nó ở trên cái bờ hồ á. Mà mấy ông dưới này á chạy lên đồng ruộng trống chạy lên quánh chết. Thì cái người chết đó, người đó ở trong nhà Úc Lâm, đang đóng tại nhà Úc Lâm. Như vậy là chết hồi giác đó cũng buổi sớm chừng đâu chừng 9-10 giờ sáng gì hằng ngang. Mà vậy là chết ở đó chứ đâu có lên nữa được đâu. Để tới chiều tối lại á, nó quánh dồn dập lên miên nó mới dạt đi, mới lấy cái xác của bộ đội để về được. Vậy đó chứ không có gì. Là lúc đó mình bớt vàng qua cái làng Ba Chúc mình đó chú? Chưa đâu, cấp đó là nó chưa qua Ba Chúc. Như quánh cù cưa cù nhầy bên đó ha? Nó còn quánh cù cưa ở đây nè. Quánh cù cưa là cuối này cả một năm trời. Nhưng ngặt có cái quánh qua quánh lợi rồi vậy thôi, chứ còn lâu lâu vậy đó, êm vài bữa. Vài bữa quánh nữa. Rồi êm vài bữa, cứ vậy đó. Vậy là kéo dài khoảng tầm một năm trời mới trời chính thức rồi chú. Tôi nói cả một năm không có sao lợi đó, là cái cuối của cái năm 77 đó. Cuối năm 77 mà bắt đầu vô năm 78 đó. Là năm đó năm nó quánh tấp nập à. Miên nó quánh mình tấp nập luôn đó. Là lúc năm đó đó. Là nó mới chiếm về Ba Chúc mình đó, là qua tháng 3 Ba Chúc mới chết đó. Là vậy đó. Tháng 3 của năm 78 là tháng 3 âm lịch mình nha. Còn hồi trước đó nữa thì kiểu như là nó cũng có quánh tới quánh lui, quánh tới quánh lui mà thông thường lắm. Nhưng nó quánh hồi năm 76 thì nó quánh mình rồi. Rồi chuyển sang năm 77 đó thì cái người ở xã Lộc Quế này đâu còn ai ở đây được nữa đâu. Còn bộ đội với lính không. Chứ dân hết cả người ở rồi. Về trong kinh, trong chỗ này đồn trong đó ở đó. Chưa phải chạy đi luôn nữa. Là người dân của mình ngay lúc đó dân còn hả chú? Còn đông nữa. Rồi ấp cũng đi theo giữ ở trong trong chỗ này đồn mình đi ha. Kinh Ngôn Diệm. Kinh Ngôn Diệm đó. Đó là tới mà cái cấp mà dính vô đầu năm đó là chạy sát bắp sang ba hết rồi. Đầu năm 78 đó là nay nó đi, nay nó chạy thẳng lặng. Từng tháng mấy mà mấy chính thức rồi quánh qua chiếm Ba Chúc luôn chưa? Thì nó đâu cuối tháng 2 gì đó, đầu tháng 3 đó là nó quánh bởi vậy qua nó giết trong Ba Chúc đó là hình như cái lúc mùng mấy gì tháng 3 đó là nó chiếm về Ba Chúc đó. Là bà con mình có ăn tháng 3 âm lịch mình á. Đầu tràn qua đầu lúc đó là đầu tràn vô chùa hả? Thì theo cấp đó thì chú không còn ở đây. Nhưng mà điều đó là theo tôi nghe cái chuyện người ta nói lại á, thì nó chỉ chiếm cái Ba Chúc được 9 ngày à. Và bị cái thằng bị thương đó nó nói đó. Là ngày thứ 9 là được giải tỏa Ba Chúc đó, là nó mới được đi ra đó. Để nó vết thương của nó dòi con bự bự không nói gì đó. Nếu mà vậy tính ra chú là mấy cái những canh bộ đội mà hồi đó tham chiến mà đánh đuổi Ba Chúc của mình là người dân mình lúc đó không có trong cái những cái sư đoàn hả chú? Cái bộ khi mà giải tỏa đó thì có bộ đội về tiếp tay. Là mà không biết cái sư đoàn nào thì cũng không có rành. Thì chú đâu phải còn ở đây, ở chỗ đốc rồi. Chứ còn hỏi là những cái người mà đi tham gia đi lính đó là có con em người Ba Chúc mà không? Bên bộ đội á.
có chứ, cũng có sao không có, nhưng mà chút đâu cũng có người bộ đội thứ gì. Nhưng mà cái đi không biết nó, thí dụ như đi bộ đội đó, đi nghĩa vụ đó, nó đâu có biết nằm về trung đoàn tiểu đoàn này kia nọ, đâu có phân biệt được là người ở đâu đâu chứ. Ba chút cũng có sao không có, trời nhiều lắm à, đông người lắm chứ không phải không có đâu. Cũng du kích, cũng là bộ đội huyện đồ này kia gì tùm lum chứ, không có trơn chứ đâu phải không có. Nhưng mà cái kiểu cách mà chiến tranh đó thì đâu phải hô la nói tốt nào cũng quánh đâu, đâu phải. Ta phân công ví dụ như cái tiểu đoàn nào hay là hồi đó cũng như kêu C4, C30 rồi gì vậy đó, là phân công là cái tiểu đoàn nào phải về quánh đó, hoặc là cái gì phải quánh đó là gì đó, rồi ta quánh vậy đó. Chứ đâu phải ai cũng được đâu, đâu phải chàng đi mà tự do đâu. Tính ra là những cái anh mà của sư đoàn 30 đó chú là được người dân họ chúc của mình rất là người ta mến hay chú? Thiệt đó. Ông đó, sư 30 đó là kêu sư 30 đó là ông đó ông tiếng tâm dữ lắm. Ông mới dùng cái từ là bể như C4 nha. Cái C á, hồi đó cũng là cối đây ba chút nữa nè. Dài ra tỉnh biên đó, chỉ có cái xe kêu C30 đó là xe đó là nó quánh kiên trì lắm. Quánh có cái tiếng luôn hay chú? Mà tính ra chốt là cái thời đó hình như là các nơi ở cái vùng biên giới của mình đều có xảy ra hết trơn, quánh với nhau hay chú? Thì quánh nhưng mà đều theo biên, dọc theo biên giới là quánh hết trơn á, nhưng mà đều như vậy là ở mình đây là nặng nhất. Còn khắp nơi đó là nó cũng quánh vô chút đỉnh chứ không có nhiều. Không có thiệt hại nặng như ba chút. Không có thiệt hại như ba chút. Còn nhiều dân người ta chạy chơi, còn lính theo quánh nó chịu không nổi nó chạy. Lính là với lính cái chuyện chết chóc nhau ít sệt hả, chết không có nhiều đâu. Vậy chứ bắn không được thì bỏ chạy, thì chạy rồi có đâu nữa đâu mà chết. Còn cái người, còn cái người dân mới ở đó chơi chơi đó là nó lợi, nó bắt rồi nó giết mà không chết đâu được. Lính người ta quánh nó càng đâu có quánh thì vẫn súng đạn nhau, đâu phải dễ đâu, người ta đâu có cua tay đâu mà lợi không, đâu bắt người ta mà giết phải không? Ví dụ như bây giờ thà là nó chạy đi, nó có bị thương có bị chết chứ nữa cũng chút đỉnh nè, là nó thoát nó chạy rồi, còn vượt theo gần nó cũng vẫn bắn thì cũng chết vậy nó, chứ đâu phải là chứ đâu phải là dễ dàng như kiểu ba chút là lợi theo hang rồi đó, bắt rồi gom theo chùa rồi bắt gom ra đem diện giết không vậy, đâu phải vậy đâu. Nhưng mà chú hôm nay con tìm hiểu các cô chú thì con thắc mắc một cái là sao mà dân tỉnh biên gần biên giới mà chỗ đó cũng có núi nữa mà sao mà chỗ đó bên bóp nó chàng giết dân ít hơn cái chỗ ba chút mình? Không phải là nó không chàng, nhưng mà tại vì ở chỗ cái bằng là nhà bàn ở Tân Biên đó, Tân Biên là bỏ chạy hết trơn rồi, rồi về cố thủ ở nhà bàn đó, bởi vì mới có một cái ông đó là mang cái tên là anh hùng quân đội duy nhất luôn đó, là y là cũng du kích thôi chứ không phải là cái gì trơn, nhưng mà rủ dân quân vũ du kích ông đó, mấy ông bộ đội mà chạy đi đó kêu để súng lại là dắt đi quánh, nó hòa không được gì. Ta là du kích luôn, nhưng mà rồi sau là quánh mà tới bảo vệ được đó là y làm xã đội trưởng mà được phân công là được được bằng khen, giấy khen gì đó là anh hùng quân đội đó, chứ không phải vừa. Là cái chú đó ở An Giang mà luôn hả chú? Người ở nhà bàn Thái Sơn nè. Ông đó là cái tên, ông là tên Vũ Hùng vậy đó. Vũ Hùng, người của ở nhà bàn đó, là người anh hùng mà... anh hùng trong cái trận chiến mà bên bót trận chiến bên bót á,
ổng chỉ cần là 7-8 mạng là chịu theo ổng là ổng dắt là ổng quýnh cái chốt đó, quýnh phải banh chành, nó phải bỏ chạy chứ không có cách nào mà nó chịu nổi đó. Vậy là chú có giỏi lắm hả chú? Không biết cách làm sao mà ổng lì ổng vậy đó, mà ổng quýnh tới ổng bảo vệ được cái nhà bàn đó là ngon lành đó. Mà ổng huy động, rồi nói cho ngay đi, có một số người ta cũng vì nhà cửa người ta đó, mà người ta lính của ngày xưa mà về mà về thành người nông dân đó, nhưng mà ngặt cái giặc này giặc mà nhà cửa bỏ đi đâu, tham gia vô cầm súng quýnh lại giống như chú đó, lính của chế độ cũ hả chứ? Lính chế độ cũ là chú đó có qua cái kinh nghiệm được nhiều lắm, tác chiến được chứ không. Cái người mà chỉ huy đặng mà quýnh đó, người đó là không phải lính chế độ cũ, mà y là huy động là cái người mà chịu tham gia là y thu hết. Chú là nông dân hay sao mà về chiến thuật gì mà giỏi vậy chú? Ổng cũng không được rành là y là sao, mà y cũng là lính của xã đội thôi, chứ xã đội của xã Thái Sơn, Thất Sơn gì đó. Là có học qua ha chú? Có. Như vậy đó mà bắt đầu là y điều động dắt dân quân đó, như vậy là dắt dân quân mà quánh bảo vệ cái ở đó ngon lành. Là mình chú đó căng lại hết trơn một đó thôi chứ. Dữ ha. Căng lại rồi cũng quánh lại á. Là chú đó hụt dành dỗi không phải vừa đâu. Cầu gơ tên lẫy lừng lắm mà tới mà hô la yên giật giả rồi rồi hết trơn mà ổng là lẫy lừng luôn, được cái khen đồ dữ lắm. Chú đó còn sống không? Bây giờ không rành rồi. Chốt với ổng quá xa đâu không biết. Chỉ biết tên tuổi của Vũ Hùng nữa là quá dữ vậy thôi. Anh Hùng quân đội nhân dân ha. Anh Hùng quân đội. Vậy chú của mình hình như cũng có một chú rồi đó, cũng dắt đi đánh đó không chú? Có mà không biết giờ ổng ở đâu hay là ổng sao nghe không kể biết. Thì chú đó ngày trước là vì cái tinh thần mà gia đình vợ con của chú bị bom bó sát hại nên chú đứng lên để chú tìm lại những cái nơi mà của địch tiêu diệt hết. Không biết là chú có biết cái vụ mà cái ông Tư gì ở bên Núi Tượng mà ngày đó ông dắt bà con của mình đi trốn trên núi mà thoát nạn đó, chú có nghe chú không? Ông đó tên ông Ba Bá mà không biết bây giờ ông còn hay không, không muốn rành đó thôi à. Chứ ông dắt số người ở đường nhỏ đó cũng nhiều người lắm, ở phía bên đường nhỏ. Rồi vợ con của ông bác Sáu, con kêu bằng bác Sáu Khương đó, từ chỗ đường Quần. Như vậy là cũng đi trong cái đoàn đó đó mà lại sao mà đi không có theo kịp người ta, đi chật đường, đi tẻ qua đường khác bị chúng bắt giết hết trơn chứ không thôi. Cái số mà đi theo ổng là không có chết người nào. Ổng dắt về tới dưới Lò Gạch chứ không phải chơi đâu, dắt đường cho đi. Cụ đó giỏi nghe chú. Rồi sau lại cũng ông đó đó, ổng dắt đường trở về, dắt bộ đội trở về là đột kích lên trên đó, bắt đầu mới là ở trển tới ban ngày lại là quýnh giải tỏa đó, thì sáng lại sáng sớm là hừng sáng sớm là mới ông quýnh rồi vậy đó. Lên đột xác với nó trơn rồi bắt đầu mới quánh lại nó đó, thì cấp đó nó trở tay không kịp mấy ổng quánh lấy ba chút lại đó, thì nó cũng bị chết, không chết đâu. Nãy con có nghe chú nói là cái chú nào ở đó mà trốn trên núi mà còn sống lại đó chú, là chú có rất là gặp về cái công việc mà cái hang ốc trên núi là những cái cảnh tượng khủng khiếp luôn. Thì chỗ hang nào người ta trốn người ta biết hang đó chứ đâu dễ gì, cũng đâu làm chú gì biết. Chú mà lại nãy chú có nhắc phải chứ? Thì có thằng Tư Lạc đó nó bị thương luôn đó, mà có thằng kia mang hai ba thằng đó nó đi về nó mang gạo mang nước rồi lên nó nuôi trong cái hang đó gì đó. Thì đó là chuyện nghe kể chứ đó chú không có đó đâu không biết. Chú có chứng kiến được cảnh cái đó đâu chứng. Nghe cái chuyện kể lại thôi, vì nó cũng mần ruộng đất chú ở này, đất nông nổi nó nữa. Trời Phật cô biết bao nhiêu. Còn cái kiểu mà cái 7 ngày đêm đó là cái đó là trực tiếp á. Trực tiếp là có một trận đó là cái bằng là ác liệt nhất đó. Trận đó là khủng khiếp nhất à? Khủng khiếp nhất Trước cái ngày mà bom bó tràn qua đại chiến đó mà trước
trước mới chưa vô được qua chốt, quấn đây không có trôi đây sao vô, để sao lại đó đây bỏ chạy mới vô được qua chốt, vậy chứ chịu đâu nổi nữa. Chứ, nói chung nó quá trời lâu đời rồi, rồi bây giờ thì mình nói nhớ lại kiểu cách cái dĩ dãn này thôi, chứ còn dùng đạn pháo mà nó bắn không nữa. Sau này tôi đi về mà bị ba con dơi mà nó bay đó mà tôi còn té nhảy xong rồi hết hồn hết vía. Dơi đâu mà bay với mình chú? Con dơi mình đi soi ban đêm, đi soi đâm cá à. Con dơi nó bay sẹt ngang có queo hết hồn hết vía. Nhớ hả, nhớ cũng như hồi thời điểm mà trái đạn nó bắn hồi trước đây á. Ám ảnh hả chú? Ám ảnh nghe tiếng có quéo vậy là mất hồn vậy. Chú chắc cái lúc mà chú chiến đấu 7 ngày đêm đó là đạn bơm đi dùng sáng đêm hả chú? Đừng có nói nổi, tối ngày sáng đêm, tối ngày sáng đêm. Nhưng mà có một cái là cái ban đêm đó ha, thì nó không phải là nó để cho mình ngủ yên hay gì đâu, không có được ngủ ngơi gì trơn á. Còn cái quánh nó không quánh, mà nếu nó quánh mình ha, nó quánh ngộ lắm. Chiều quánh tới chừng 10 giờ 10 giờ đêm á nó ngưng à. Đó. Rồi trời sửa sạn mà rừng đông mà sắp chuẩn bị nó thấy người hết nha, là nó bắn quánh mình nữa đó. Nó lạ lùng vậy chứ. Ừ, chuẩn bị vừa mà nhìn nó thấy nhau đó là nó bắn nữa đó. Mà chơi liền. Ừ. Vậy đó bắn 9-10 giờ chưa nghỉ, anh nay ăn cơm nước gì đó, ăn uống gì làm đi. Mà nó thì nó nghỉ, còn mình thì bà nụ mẹ nó pháo mình trực tiếp. Cái cối pháo mình nó bắn pháo binh bằng DK gì đó, nó bắn mình hoài, nó không có ngưng. Nó gõ bùm bùm bùm. Ừ, nó bắn hoài vậy đó. Bắn này nó đạn nhiều. Bởi vậy mới bởi vậy mới sụp bê dưới hố đó, mới hết 3 mạng bị thương, 2 mạng chết tại chỗ luôn. Sụp cái hố nó nhiễu trên trời, nhiễu xuống ngay bên cánh đồng của nó chung, ngay trên cái đồn biên phòng ở bây giờ. À. Ừ. Đây mình cá lồng nhiều quá chú, cá thì cũng có vậy thôi, đi kiếm xiên đi kiếm chút. Cái thời chú cái cá bự bự không à? Ôi đó thiếu gì cá, nói gì nổi, còn cái đùi lắm chú. Nó có đủ thứ, nó có nhỏ có lớn, mà cá nhỏ đâu bắt làm chi. Cá cầm tay dễ gì bắt hay chú? Bắt chứ, nói cầm tay cổ tay gì bắt rồi. Có nó nhỏ bằng ngón tay cái, cẳng cái rồi mới bỏ. Cái thời lúc thấy qua những cuộc chiến tranh những cái đó, nó thấy cái gì đâu, cái đó là nó nó gắn liền với những cái hồi ức kia của chốt thêm cái là năm đó thì thôi, cái tuổi tôi nó ngặt lắm trời ơi, nó chiến tranh của hồi trước đó đó là nó khổ sở dữ dằn, là thời của chiến tranh mà còn Mỹ với mấy ông cách mạng này đó là trời ơi vất vả gì mà liền liền, nhất là năm 72 đó, nhà cửa chúng đâu còn chút nào đâu, cháy tiêu tan hết trơn, bắn sập nhà trơn. Cái thằng bị cục cánh tay đó cũng năm 72 đó, sang năm 73 đó. Vậy là chú đó sao cục chứ chưa phải giải phóng đâu. Thì tao nói mày ngồi trốn, nhưng mà ngồi núp dưới cái bao nè, mà còn gác tay trên cái bao vậy đặng lú cái đầu ra dòm. Rồi, coi bắn nha. Ừ. Giờ viên đạn ở đâu đột đợi xỉa ngon đó. Dãy tay luôn. Vậy cái đạn mà nó trúng chỗ ngang xương này qua xương này mà banh trơn mới cục. Vậy là cái vụ giống như con quái lộ mà bị trúng đạn trúng chứ. Ừ. Chú nó đang coi say mê coi ta thì coi người ta bắn đó. Nhau. Ừ, coi người ta bắn đó mà cuối cùng là đạn trúng người. Bị lạc đạn. Ừ. Trời ơi. Là năm 72 gì đó, mùa hè đủ lỗi lửa gì đó hả chú? Ừ. 72 lần. Nhà cửa đây tiêu tan hết. Rồi tới được năm 75 yên tịnh, được mừng muốn chết. Thì quay qua năm 76 nó quánh lại gai nữa. 76 là tới nữa rồi ha. Ờ, nó quánh lại gai nữa. Những ngày đó du kích của mình phải trực tiếp ở những cái khu biên giới, những cái thì trực tiếp hoài vậy, dưới biên phòng. Trực tiếp hoài vậy chứ đâu có ngơi đâu. Mà đâu là cái giải phóng nó xong rồi, các nước của mình gắn mình yên tới năm 78-79 gì đó, 78 gì đó mới có một cái cuộc chiến tranh giữa chiến tranh Tây Nam. Không phải vậy, không phải vậy đâu. Độc lắm, không phải vậy đâu. Ở
biên giới này là đâu phải được yên vậy. Những cái ngày đó còn súng ống này kia không? Êm được có cái nội trọn dạng êm đó là được có năm 75 đó phải không? Giải phóng rồi là êm luôn. Qua cũng hình như là tháng 3, tháng 4 gì của năm 76 đó. Là nó đấm mình rồi nữa. Cái cuộc đưa, cuộc nhầy, cái quánh qua lại. Tháng 3, tháng 4 đó, năm 76 đó là nó quốc bình rồi đó. Rồi nó đi xuống, nó cấm cờ rồi đó. Mình ra nằm phục. Quốc nó lại, cứ bắn qua bắn lại. Trời ơi, bắn hoài, nó đâu có yên. Đâu phải yên đâu. Vậy là tính ra có con sông mà chiếc cửa nhà chú là nhiều cái xác của bộ đội và bên boss cũng nằm ở đó, lại ở đó nhiều hả chứ? Có mà điều cái nằm với không gì đó mình đâu biết sao mà nói. Chú, cái hồi đó là công kinh nó nhỏ rồi, cái lộ rồi đó nằm dưới sông hả chú? Cái lộ dưới sông. Cặp bờ sông ha. Ừ, cặp bờ sông. Rồi những lộ này là sau này mới mở. Mới đây nè, con lộ này mới có năm chín mấy này nè. 91, 92 này mới mần cái lộ này. Tám mấy vẫn còn đi cái đường dưới cặp bờ sông luôn. Ừ. Bởi vì con thấy ở dưới là nhiều lớp nhà quá hả chú? Ừ. Nếu mà cái hôm qua con hỏi cái chú Út ở dưới con hỏi cũng không có biết nha. Nhưng mà chú Út là cái thầy người ở đây luôn nên mình biết được là sau này cũng được nó bỏ. Hồi đó bị lỡ hay sao chú? Thì nó đâu có bồi đắp này kia cái nọ thì nó bị lỡ lối, nó bị lần lượt nó bị sụp. Thì... sụp mất. Là lúc đó phải bỏ luôn hả chú? Ừ. Không, hồi mà con lộ này thì con lộ đó vẫn còn nha. Nhưng mà có con lộ này, con lộ đó anh Tâm không cần thiết nữa mới bỏ luôn. Chứ cái đó con thấy mà sau nhà chú ở dưới là có một cái đồn sau hè nhà ổng á mới là ngoài lộ. Chỗ nhà ông Út đó em tuốt ngoài á. Đó có một cái đồn bót gì ngày xưa nữa chứ. Ừ. Là ngay không cái nhà chứ không phải đồn bót. Cái nhà ngoài hồi trước cái nhà ngoài đó. Rồi cũng xây dưới chân nền đá đó phải không? À. Là cái nền nhà đó. Chứ không phải cái hả? Không đâu, còn cái lộ nó ngoài trước cửa của cái nền vậy nữa. Con tưởng đâu là những cái hồi đó kêu bằng kêu gì là tua. Những cái lính đóng hồi xưa là kêu tua. Tua. Lính hồi ngày xưa ừ. Kêu cái tua không à. Sao một cái số kêu là cái kêu bằng gì? Cót. Tua. À cái bót. Cót. Cót cái cót. Ừ. Cót. Ừ. Lô cót vậy đó. À. Hồi đó đúng là một cái người địa phương mình thì cái tua hả chứ. Hình như là cái bữa mà chú nói là cái đằng cái động phòng mà trước đó chú là có hai cô gái mà sau cái giải tỏa về là hai cô gái đó vừa mất mạng liền. Mà trước khi đó là nhiều cô gái được bắt về cái chỗ đó luôn hả chú? Cái gì đó? Cái đó là không hiểu cái chuyện mà của trước đó thì mình không hiểu làm sao. Nhưng mà cái số người mà khi mà giải tỏa vô đó thì hai cô gái đã bị chết mà vẫn là mới chết chứ không phải chết lâu mà nó sình thúi. Con cũng nghe mà cái số chú lớn tuổi ông lớn tuổi nữa nói là ngày đó lúc mà bọn boss lúc mà giải tỏa hai cô gái còn đó đó là đi xuống ở vô trong á thấy quần áo và những cái thi thể của phụ nữ mà bị lỗ thể gì trong đó nhiều lắm. Chú không nghe không, không nghe chú nghe được hai cô gái làm sự nằm ở đó à. Rồi có là cái bị cái thằng ở trong đây sau này nó cũng chết rồi. Rồi chứ nó cũng mới chết gần đây, nó lớn chú có 1 tuổi à. Là chẳng đến nó có nó. Nó về nó mới nói. Là nghe chẳng bên 8 thôi chứ. Không có chẳng đánh xuống giải tỏa đó đó. Có nó quánh. Có nó vô giải tỏa mà. Cho nên thử ra nó về nó mới kể như vậy đó. Phải không? Thì thằng đó người cũng ở đây nè. Là quế này. Nhưng mà cái trận về quánh mà chiếm vô mà xác của hai cô gái đó là thằng đó biết. Nó mới nói người mới chết gần đây chứ không phải là giết lâu mà sình thối. Tính ra những cái anh lính mà đó ở cái địa phương mình chú bây giờ cũng mắc hết rồi chứ. Cái nói chung á, trong cái trận địa mà cái kiểu cách của trước đó thì nhiều đông người lắm. Nhưng mà thời gian giặc giã chiến tranh đó, nó chạy tan rã đi rồi còn cái số người mà bám lại mà trực tiếp á, nó không có được đông, hiểu không? Vậy đó, là có mà những điều nó cũng được trong số ít đỉnh người trong đó vậy thôi.
Rồi còn mấy người mà có tham gia mà quấn trực tiếp người ta nói thì mình nghe vậy thôi, chứ còn thật sự mình cũng không có. Mình không có đi tham gia trận đó mình đâu biết được làm sao. Mình chỉ nghe những cái bà con của mình ai nghe nó kể lại truyền miệng với ai sao mình biết được. Con cũng nghe ớn nhất là cái vụ mà ngoài đồng chú đạp mấy cái bơm đạn gì với cái xương gì mà đi đây mùa nước mà đi giăng lưới cá đó chú, mà đụng vô mà mạt mạt gì đó bốc xuống cái hình thương mấy nguyên cái sọ mà cái giường khô lên nha. Chắc là yếu yếu mà không dám đi ra đồng giăng lưới đâu tại à, chú. Anh ít đâu chứ thấy sao mà rồi qua cái trận địa mà có kiểu cách chết sống rồi đó thì mình hết cái biết sợ lệnh cái chuyện đồng án này. Lại vì chú khi chú mà đi trở về đây á, tao cũng đi ngoài đồng ngoài án bình thường, đi bình thường chứ đâu còn nghĩ cái chuyện vụ mà sợ sệt ma cỏ gì, không có sợ cái đó vụ đó nữa đâu. Bởi vì mình thấy mình quá chứng nhận cái chuyện mà trước đây đó bộ đội chết rồi này kia đó. Rồi vậy là làm sao giờ đó, rồi trong đơn vị nó cũng bị chết vậy rồi làm sao, nào chết cũng giống hệt như thằng ngủ đó vậy thôi. Từ từ chuyển được thì chuyển đi thôi chứ đâu có làm sao. Mà con thấy đại đa số nha chú, là những cái người như chú Út ở đây và những cái cô chú anh chị ở cái lân cận địa phương mình á, gặp được cái cảnh tượng mà tan hương quá tàn nên không có còn sợ cái chuyện mà giữa ma quỷ cái gì đó, nó không có còn đáng sợ hơn mà cái chiến tranh hay chú. Có cái gì mà như chiến tranh hết trơn á, mà điều cái chiến tranh rồi đó qua rồi mới có thấy cái cảnh con người chết thì cũng như con người đó nó đang nằm nó ngủ, mình không có kêu được vậy thôi chứ có biết cái sao nữa mà nói. Yeah. Giờ thấy vậy là có cái gì đâu. À, thì đắp đệm đắp chiếu nằm ở đây cũng như người ngủ vậy đó, là vậy đó. Rồi chừng nào đó thì chuyển đi đem xác đi được mới đem chứ đâu cũng đâu có. Bởi vậy đối với mấy chú như xương sóc người ta mình là gặp quá bình thường hả chú? Đâu có sợ gì, lệnh gì quá bình thường. Tại vì mình gặp quá nhiều hả? Quá gặp rồi còn gì nữa. Thêm một cái nữa, trong cái thời chiến thì người ta mình mắc mạng nằm sắp xa sắp xảy như cái cảnh tượng quá hải hùng. Mình đã trải qua những cái cảnh đó rồi nên mình không còn sợ. Đúng rồi, trải qua quá trời, trải qua cái cảnh chết quá xá rồi. Mình thử rồi đâu có biết sợ lệnh, cái kiểu là nói người ta chết mình sợ đó đâu. Sợ biết sao sợ giờ. Vì mà lừ khử cái trên chỗ nào không có đồ đạc, quần áo, thay xác gì khi về đây rồi giết rồi trở thành cũng như mình là không có... Là chỉ có cái tưởng tượng gì đó hay là cái gì đó thôi, chứ còn không có cái vụ mà không có sợ sệt mấy vụ người chỗ đó chết đông ma đồ này nọ, không có nói vụ đó đâu. Vậy đó nó không có ghê bằng cảnh đói khổ và chiến tranh vật vã hay chứ? Thì chỉ vậy à, chỉ có đói khổ là vật vã, vất vả lắm. Đa số là phải ăn độn chứ còn không ăn độn đâu có đủ ăn. Chứ bây giờ mà chú thấy những cái cảnh là như cá, như... ở trên những cái hồ nước vào những mùa tháng nắng quá nó chết nó nổi bèo lên chú thấy thôi cũng nó cái gì đó nó hơi ớn ớn, rồi huống chi mà những cái người bà con mình phơi thay một cách nằm chằn chụi ở ngoài đồng rồi chắc thành đống như là đống củi gì đó, nó rất là khủng khiếp. Nhưng đối với một người mà xưa giờ chưa có thấy được mà những cái cảnh đó chú là nghĩ là nhìn cái đó không là bỏ chạy liền chứ không kiểu mà dám ở đâu chú à. Thì cái kiểu mà nó không có, còn nó ở trong cái chiến tranh rồi đó, thì cái chuyện đó hình như là nó cũng thông thường đi chứ biết sao giờ. Còn mần ăn đi mần ăn nó thì miền trái nó nổ hết, người này bị thương tới người kia cứ hoài mà cũng phải đi mần chứ không mần lấy gì ăn chứ mà... sống. Với hiện tại cái dùng của mình là dùng chiến tranh, người dùng chiến tranh các chú các ông đã thấy những cái cảnh đó, nhưng những cái người lân cận đi ở Chi Tôn hoặc là ở ngoài số 5 Xuyên vì đó họ cũng như hai gì những cái ở xa người ta đâu thấy được cái cảnh mà nó ghê gợn một cái kiểu nó khủng khiếp đối với những cái bà con của mình. Mà khi những cái ngày mới về lại Ba Chúc mà nhìn thấy những cái chuyện như thế đó thì nó có gì đó nó tạo cho con người mình nó mạnh mẽ hơn họ chứ. Trời ơi, nội mà cấp đó ở dưới lò gạch đó mà giải tỏa ở đây vừa xong xuôi được rồi chứ ha, nghe yên tịnh du kích xã đó ở trên đầu xóm trên đây nè, mấy dưới súng lợi dưới lò gạch nó mới tràn đi về để mà bắt cá về cái sông mình nè, chỉ cần cây chài thôi
là giải sáng tới chiều giờ này đó là đầy xuồng cá đó. Cá dữ thằng gì luôn hả? Dâu, bà con nó thở như giọng trong cái lu. Nó bèo chứ. Con kinh á, con cá nó thở cũng như cá mình giọng trong cái lu nước á. Là nước nó cạn nó nhiều quá hả chứ? Rồi, con cá nó chắc, quá nhiều. Chắc cái đó nó giống như cá nuôi hay sao hả chú? Rồi, dưới cái sông mà con cá là thiên nhiên mà nhưng mà nó quá trời đi nó kẹo hết trơn. Giải chài lên dùng ba cá trắng nó đổ bỏ cho bắt làm gì bán ai. Dạ. Chỉ có môn bắt cá lóc, cá chê ngon rồi đó. Cá rô bự mới bắt. Ngày đó thì cá rô phi còn đâu nói bự bự không hả chú? Hồi đó ít à. Ủa cá cá rô biển? Không, trời có con cá rô biển có. Những cá rô biển còn mấy con cơ... bự con cũng nhỏ. Nhưng mà đa số nhưng mình bắt những con cá rô biển. Thì có mà cá rô biển bắt không có đem về bán được, bắt mới nào ăn thôi. Còn bắt nó đem lên rộng lên xuồng không bao lâu nó chết chứ. Yếu oxy hay không? Nó phải có oxy đồ hay sao chứ rộng mà cái nước trong xuồng nó không có sống như cá rô đồng, cá lóc, cá chê vàng. Để trong khoang xuồng nó vẫn sống tới mình đi về một hai ngày sau nó cũng sống nữa. Nhưng mà những con cá rô biển nó ăn rất là ngon hả chú? Ngon. Bự gì nè ha. Rồi. À, chiên mà chấm nước mắm đồng hay gì đó chú? Rồi, cá trọng trọng chừng 4 ngón tay là ngon. Mà hình như cá đó bây giờ nó giống như bị tiệt chủng hay sao? Có mà đều rất ít vậy đó. Ít có thấy ngoài chợ mà bây giờ bán kiểu mà cá rô biển đâu. Còn hồi trước mà giặt đó ha, là ở dưới cái sông Kinh Vĩnh Tế này đó, ai mà làm biến thì thôi chứ còn thể mà mày xiên đi chiều về đi tắm đi coi ba cái bụi lục bình bự bự mà nó trôi đó, lội ra cái kéo nhẹ 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 nó cái lựa cái bãi cát nào đó lại gần sát đó kéo đè lên trên cái đạp trong cái rễ nó đó ha, là cũng vậy đó, nó bự hung thì nó hiếm nha, chứ nó cỡ 2.5 ba ngón tay đó, lại với con cá chạch côm mình á, từ ngón tay gì nè, chứ ngón cẳng cái là hiếm nha, ít cũng có nhưng mà đều ít đỉnh là một vài con này. Còn con cá nhỏ nhỏ ngón tay này. Mà xuyên mà đi kéo lục bình mà dặm vậy rác đó là bắt nửa thùng rồi. Ừ, giữ làm kìa. Ừ. Ả quá chú. Mặc sức mà. À, những ngày trước mình không có cơm thôi chứ sự đồ ăn cá thì này kia rất là nhiều ha. Nhưng mà chưa có chiến tranh á thì nói chung á là cơm cũng không có đến đổi, là cơm cũng có ăn. Nhưng mà tới cái đợt chiến tranh rồi mần không có được đó. Đâu có mần ruộng nương gì được. Không có kịp vụ mùa đó mà ăn hay chú. Đâu có mần gì được. Còn về đây khai phá ra đồng mần ruộng nó mới chết chóc nhiều. Số người mà hô la chiến tranh chạy đi chết rất thịt à. Mà về chết với cục giò đồ này nọ nhiều. À vậy là dính những cái đạn bom trên đồng của bên gót gài lại. Bị nó gài lại đó. Hậu chiến tranh. Hậu quả rồi. Hậu quả của chiến tranh. Thì con nghe được kể thì hát mùa nước là những cái bơm gì mà nó 6-7 năm sau vẫn còn bị chết hoài. Những cái miếng bơm đạn gì mà nó gài trên miếng dán thông gì đó chú là nổi bèo chứ hả? Có, là cái đó nguyên cái bãi của nó. Tiền rồi. Cái đó mà không có mùa nước lên chắc bà con còn bị nặng hơn nữa hả chú? Ừ. Như những cái trái đó nó nổi lên bắt đầu bị hư rồi hả chú? Không, cái miếng dán đó nó nổi là nó nổi. Còn cái trái nó là nó khuất cái dưới đó nha. Mà nếu nó bị xét, tẹt, xét á thì nó mới không nổ. Chứ hôm vừa rồi đây trong vòng cũng còn cái đó, thằng này nó kêu công an đi lấy, đem về dưới huyện. Chứ đợi giờ có khi ba ông lính công an vào chưa chắc gì biết cái đó là cái miền. Chắc bự không chú? Nó mình cỡ cổ tay gì đó. Tàn ơi. Ừ, mà bị cao nói chuyện tất hoài. Tất ba, tất tư gì đó. Vậy đó. Người của thằng Minh nó gài trái đó sát hại người mình mà trở về đi mần đi phá đất đai rồi đó chết với nó cũng nhiều. Hư chân đồ này kia nữa chứ. Ừ. Thì cái ông gần tới đây nè. Ông Nam Ẩn đây nè. Cũng vậy đó, ông cục giò cũng bị nó đó chứ đâu nữa. Thì nó cũng đi phá làm ruộng đó. Nhiều lắm. Ở trên đường mình đi về trên lộ đến đó là sĩ đó nó đi đào chuột thôi mà nó cũng bị cục giò nữa đó. Tàn ơi, đào chuột cũng bị luôn hả chú? Ừ. Nhưng mà đi đào chuột đó cũng cho nó thương binh là nó đi kêu bằng cải quạt cho lính ăn mà. Vậy đó. Đi tải thức ăn mà lên cho nó đi kiếm thức ăn về ăn cho đơn vị ăn.
người ta cũng cho được thương binh. Chắc anh bộ đội, mấy anh bộ đội ngày đó chắc vất vả lắm hả chú? Vất vả lắm chứ này thôi, dễ rồi. Mà này khôi phục khi chiến tranh về. Rồi có ông đi bắt cá cũng bị chết. Vậy đó. Rồi người thì bị cục giò. Cục giò ở đây cũng bổn à. Rồi có ông chết luôn cũng có. Thì em của cái ông đó cũng vậy đó, cũng đi mở đất vậy đó mà cũng nổ chết, chứ đâu phải chiến tranh chết đâu. Hồi chiến tranh nó chạy đi hết rồi. Nhìn cái trâu bò rồi máy đồ bị nữa. Trâu bò biết của bận nhiêu. Chắc bò bị nhiều hả chú? Nhiều. Nhiều dữ dằn. Rồi ông bác ba dưới đây á, ông mướn người ta đào cái đất mở khai phá lại đó, mà mướn người ta đào cuốc đi, rồi mà cuốc ba cái đế đó nó cài không có nổi, rồi mướn người ta cuốc. Cái thằng cuốc mà nó không sao, mà ổng ngồi đằng xa sức mà cái mìn nó nổ lại là nó trúng ổng, ổng chết. Còn cái thằng cuốc nó không sao. Cười gì ai biết, cái chuyện đó mình mới thiệt là lạ luôn. À, chú đó ngồi xa không mà sao mà bị? Xa. Ổng ngồi cách đâu có cả chục thước gì đó. Ngộ ta. Mà ổng vậy mà ổng lại trúng ổng miễn không chết. Còn cái thằng đang cuốc đó làm như có cái lưỡi cuốc che nó hay sao đâu, nó không sao. À. Nó không chết. Nó văng cái cuốc bay đi mất tiêu rồi chứ còn nó không sao. Không bị gì. Ừ. Còn cái ông kia ổng ngồi đằng kia mà lại là ổng cái miễn nó trúng là ổng không chết. 10 mét là cũng xa lắm mà. Ừ. Chứ đâu phải gần đâu. Thằng ơi, cũng là cái điều đó hả chú? Kỳ cục. Hay là cái mạng ông chú kia lớn hay sao? Không hiểu à, cái đó mình cũng biết không được. Chứ tính ra đến gần đó là cái công phá nó ít thì bởi vậy, cái người đang cuốc đó mới trực tiếp. Nhưng mà tại sao mà cuốc vậy mà lại là, theo tao nghĩ ha, là cái lưỡi cuốc á, mình cuốc xuống đó, cái lưỡi cuốc đó, cái bìa của lưỡi cuốc đó nó che. Rồi cái lưỡi cuốc đó nó bay đi mà nó bay chặt thằng này đi chứ. Nó phan ngang cờ cổ vô đầu gì cũng đâu sống. Chứ tính ra miễn mà nó công phá ra, nó phá ra cái lượng nó giống như bung bung bình dục cát. Bảo vậy nó bung nha chứ đâu phải chứ. Mà đâu. Lại cái ông đằng kia là trúng ông miễn nặng chết. Hay là do cái hướng đi ta? Không hiểu luôn. Chú cũng hụt về bên cũng đâu biết được. Xài súng với những cái đạn pháo mà chú còn không lý giải được chuyện đó luôn. Không lý giải được đâu. Cái đó là thua. Kỳ quá chú. Rồi. Như có cái chặn đó hình như là mấy khủng khiếp đó chú, chứ mấy cái kia là giống như người ta bị nổ đứt tay đứt chân thôi chứ đâu mà nặng như cái chú đó ha. Cái chú cũng lâu lâu rồi chú có nhắc lại cho con cháu kể những cái hậu chiến tranh gì không chú? Thì hậu quả chiến tranh ở đây thì nó biết đâu mà nói có sể thôi, không biết đường đâu mà. Không có hỏi chút là cũng như ngày trước rồi mới về đó chú cũng nhắc thường thường kể cho con cháu nghe những cái chuyện này hà chú? Nhắc lại hả? Cũng nói nhắc gì nhiêu đâu, lo mần mụn, lo mần ăn chết nhắc gì. Thì lâu lâu cũng có mấy anh em phe cháu rồi này nọ, có anh em mới qua ngông sau này ông làm xã đội rồi giờ ông bệnh hoạn đói, sao đi xây lúa đem gạo cho ông ăn, mới qua ông cho bọc cá lại ông ghé ông chơi nhậu với ông ít phút. Bây giờ ông ở đầu kinh tới năm này nè, trong nhà ông ba Hà chút nè. Chút là lâu lâu mấy anh em mà cái thời chiến đó ngồi lại chứ không là những kỷ niệm chắc nghe kể sôi động nữa chú. Ừ. Lâu lâu rồi sớm lại ngồi nhậu đồ chơi đó cũng nhắc cũng kể vậy. Mà giờ cũng đâu còn nhiều mặn đâu. Giờ cũng còn ít thôi chú. Ừ. Tại vì tính ra chú năm nay 66, 67 hả chú? 66 tuổi rồi. Mình thử ra nhỏ hơn tôi mênh mông cũng chết hết, rồi lớn hơn cũng chết, nhỏ hơn cũng chết, còn được một vài mạng gì đây chứ đâu có đâu mà nhiều. Như từ cái thế hệ của chú là đầu nó bị giảm dần xuống hay chú? Là những cái người đã chứng kiến được cái cảnh quan bót ngày xưa là bị mất hẳn từ xuống. Có trước đây chừng mười mấy năm, 20 năm về trước đây á, là số anh em mà hồi đó có ở gần chung đậu lẫn nhau nhiều đó, thì có gặp gỡ rồi nhau rồi vui chơi, có khi uống trà, có khi nhậu rượu cũng có, rồi nhắc kể ra từ cái giai đoạn rồi đó, từ cái đoạn đổ nhau nó cũng mất tất cười vậy đó, thì nhắc lại những cái khúc nào đẹp nào vậy thôi vậy đó.
chốt chắc con nghĩ là nếu mà có những cái chú mà bạn chú ngồi đây chắc nhắc lại những cái chuyện mà nhiều khi chú bị hơi quên cái chuyện đó luôn á chú. Những cái ký ức mà nó khủng khiếp hơn nữa, hoặc là những cái chuyện mà nó cái gì đó nó ngày trước hả chú? Thì thí dụ như mà có chung cùng chung kiểu cách đơn vị thì có ba cái trận đi đánh rồi này kia nọ đó thì mới nói nhau rồi nhắc nhau rồi kiểu đó, đợt đó rồi bị gì về vậy đó, bị hôm trước về đám cưới nè, tổng cái thằng đó rồi đó ở chân chỗ ngay đây lên chỗ danh giới nè, ở Đà Nai á là nó xuống nó bắn dân cắt lúa phải không, rồi dưới xã chỗ này nè nó mới kêu mình á là như vậy đó, nguyên một cái đơn vị của xã với hai tiểu đội ấp của hai đầu nữa là đi một trung đội đó, đi lên mới nằm phục ngay chân cái điểm đó, thường xuyên là ở lại cái chỗ mà cái cũng như là cái cây cột mốc biên giới đó, nó lại đó nó mới bắn dân mình dưới này. Rồi trên cái cột mốc đó thì nó có một đám cỏ đất rừng, cỏ nó cũng cao khỏa đầu mình lần, mình mới lên nằm trên cái đám cỏ đó đó. Khuya ban đêm mới còn 4 giờ mấy đó đi rồi, ăn lên mới nằm còn khuya đó, nằm đó thì 8 giờ thì thường thường 8 giờ, 7 giờ mấy, 8 giờ nó xuống cái chân trụ đá nó bắn. Là mình lên mình nằm mấy bề trên của cái cây trụ đá rồi, thì nó xuống thì ngay chân mình rồi, mình bắn nó rồi. Còn này bữa đó mắc mụ nậu gì nó không xuống mà nó ở mấy bề trên, nó ở lúc lên trên mình nó đổi nữa. Thấy chưa, nắng quá rồi, 8 giờ mấy 9 giờ rồi, nắng nóng lưng, thấy mồ ở đó mà nằm nó hoài á, chịu không nổi. Thôi phát đứng dậy đi về, bà nội mẹ đứng dậy đi về, nó bắn trời Phật ơi. Nhờ cái đám cỏ đó nó quá trời dài chứ không phải mà không đồng mà chống lỏng là chết cho mà xem. Chúng mình qua đó đông không chú? Mình lên đó cả một trung đội luôn. Này ơi, cũng đông ha. Mà vậy rồi có thằng một nó bị thương là anh chồng con cô Đinh. Con cô Đinh đó là con rể của chị hai tao đây nè. Rồi vậy mới xúm lại là kè nó về đó, kè nó xuống phức mấy bờ dưới đó được. Rồi bắn ngược trở lại đó, bị đông mà bắn ngược lại nó bỏ nó chạy. Nó ít hơn mình, chịu không nổi nó chạy. Nó còn bỏ chạy ha. Ừ, mình mới kè nó đi về được. Người đâu có đám cỏ chắc bỏ mạng hết chứ. Bỏ mạng chịu gì nổi. Vì thấy đường bắn nè loạn đã. Nó thấy mình là mình sống gì nổi với nó. Còn này nhờ cái đám cỏ. Rồi còn mình thì mình ở trong cỏ nó không thấy nó xuống mà giật hồi đâu, nó ở trên cái bờ đê ngang vậy, nó có cái đê phục kích tới sẵn ha. Rồi nó phục ở trên cái đê đó. Mình đứng lên mình đi về nó mới bắn, nó nổ súng nó bắn. Rồi nó mà quýnh pháo lớn đó sao chịu nổi, đông đông bỏ hết luôn. Té ngang xuống dưới cỏ đó lợi rồi bò đi chỗ khác vậy đó. Rồi bắn lợi, chỗ nào mà trống ra đó bắn lợi, nói lợi. Cái lúc mà bắn đó, ta bắn không chỉ là mình phải bò xuống đi hay bò xuống hay chú. Vậy chứ đứng là mới chết liền. Là cái kiểu mình bò hay chú, bò vậy, hai cuộc chỗ rồi. Này kia. Thì bò thì cứ vậy đó, đầu gối cụ chỏ là bò vậy chứ chốt làm sao. Thôi, con nghĩ chú chắc quéo luôn hả chú. Biết sao giờ. Chứ đàn bắn cái đó chạy lan lại đại luôn ha. Thì nó bắn rồi mình mệt xuống đó mình bò tránh đi cái vị trí. À mình khỏi cái tầm này. Ví dụ như nó phát hiện mình á. Khỏi chạy khỏi tầm súng ha. Ừ. Thì mình phải tạt đi đầu này hay tạt trở lại đầu này chứ mày ở ngay chân cái điểm nó chết sao. Mà sao con kể mấy chú kể là súng bị dí đó chú. Phải chạy nửa người rồi phải chạy né theo cái cách gì đó, có những cái gò đất gì phải chạy qua đó mới sống sót nổi ha. Thì kiếm theo từ cái địa thế chứ cũng phải vậy vậy. Lúc đó là chạy nghiêng hả chú? Chạy nghiêng không à. Chạy nghiêng thế sao chạy được trời? Thì nó dạy trong cái ông đó ông chỉ ông hướng dẫn cho đó là sao không. Ủa, ông dẫn chạy vậy. Hay là lúc đó nhìn cái những cái anh mà bộ đội bên mình tướng ốm rồi nên nó cũng đỡ chúng đạn hay sao chú? Không phải đâu, tại vì cái kiểu cách là thí dụ như nó ngay chân cái lằn đạn phải tạt tránh người ta chứ. Mình nghĩ thời đó những cái anh bộ đội mình chắc thân hình không có bự đâu chứ 17, 18, 19. Như 18, 19 hả chú?
Thì lúc đó thì toàn là 18, 19 tuổi là cùng vậy đó. Tuổi năm đó, năm giải phóng người ta mới 17, năm sau mới 18 tuổi chứ nhiều. Năm quánh hung nó mới 19 tuổi. Chắc không vâng, cái tướng của chú nhìn ốm lắm mà chú. Ai cũng biết. Không nhớ tướng mình đó hả? Tuổi mới lớn nè. Đâu còn nhớ nổi đâu, mà dạng chuyện hồi đó còn còn nhỏ đó. Quên quên cái đó hả chú? Ừ. Chỉ còn nhớ còn nhỏ nghe ấm nhất à. Chỉ có vậy đó, nói ngay đi, không phải là không trơn. Trong cái mùa nước nổi đó là của năm 75 không đó, mà sao mà mấy ông đề phòng là chắc cú rồi. Quánh không biết sao mà nó không biết chết vậy. Cảm ơn quy động dữ lắm, rồi tập luyện cho lính trẻ mà. Phải, tuy là không có trường lớp ở ngoài lớn, nhưng mà ở tại đồn phải người ta có cán bộ về hướng dẫn. Địa phương mình có ha? Dạy, ừ. Dạy từ cái súng tháo ráp. Những cái quân sự đó mình phải học chứ không những cái tổ. Bởi vậy phải dạy quăng từ trái lựu đạn, rồi dạy khi mà chạy bị thất trận hay là bị hay là mình tấn công người ta. Chưa. Dạy trường lớp chứ, ta có nó dạy cho mình chứ đâu phải là không đâu. Áo giáp súng các bạn nữa chứ. Có, có cái vậy đó. Chú anh như vượt xong là mình cầm ba lô với súng đưa xuống lên vậy chú, rồi lội sao chú? Cái xong rồi ngày xưa nó chưa có phải là lội, chứ lội ai mang lội cho nổi, lội chết hết. Mình phải dỡ súng nữa, súng nó nặng lắm đâu có chú, nổi. Mà súng mình để dưới nước là đâu bắn được hả? Cái cây AK thì xách lên vẫn bắn, có cái súng Mỹ á, nó ngập nước bắn không được, bắn nó hư. Mấy súng của Mỹ là không có súng nước được ha? Không có súng nước được. Còn súng ông cách mạng này nhận với nước không nhầm gì hết. Súng nước là vẫn chơi được bình thường. Chỉ cần chút ra đừng cho nước đầy trong cái họng súng là bắn bình thường. Yeah. Chút cho nước nó trống ra là bắn. Còn cái sông hồi đó đâu có tổ nào rút đâu. Tới ngực về có, tới cần cổ có, ngang bụng cũng rúng gì cũng có. Chắc cái đó mà mùa hạn hạn cho nó lội ngang nó sát đáy luôn hả chú? Thì nó càng sát gì á, nó cũng còn tới ngực nó rúng vậy nè, nó cũng không có sát dưới nữa. Đời đời đó đó là mà kiểu cách theo ba cái chỗ nào mà nó có cái vùng đất bồi hung thì nó cũng cạn dữ lắm, nó cỡ lên quần là cùng. Còn có những chỗ là có những cái vùng nó không có bồi á, thì nó còn được sâu sâu tới cần cổ rồi vậy, chứ cũng không có chỗ nào lúc đầu chứ. Chứ không phải như bây giờ mình đưa xuống cái là lúc đầu luôn chứ. Bây giờ cầu sâu lắm. Bây giờ nó hơi bồi đỡ đỡ thôi rồi, chứ còn mấy năm sáng mới vừa múc đầu chứ. Rồi sâu cũng 6-7 thước chứ. Từ mặt nước xuống dưới đáy á. Cái con kinh của mình chắc qua nhiều lần móc lên là mới hơi móc lặn đâu chứ. Có tới. Sáng nó thổi lên, lên sáng nó thổi lên đồng này nè. Mấy cái đầm nào mà thổi là lựu đạn gì nhóc ở trên thì đó vô. Hồi trước á, thổi bị cháy cũng bị nổ nó vậy. Dạ đúng rồi, mấy cái đầm đó cũng bị nhiều lắm á nha. Nổ trong chỗ cái hồng kinh của bà Hàng đó là ngay trong chỗ đó nổ chìm chiếc sáng luôn. Cái gì ghê vậy chú? Ừ. Lỡ mất cháy lớn hay sao chú? Không biết chúng cháy gì vô mà nó nổ chiếc sáng chìm luôn mà người không sao hết á. Ghê quá hay chú. Chỉ nổ là chiếc sáng thổi vậy đó mà bị chìm luôn à. Sáng thổi là to lắm. Ừ. Cũng to chứ đâu phải nhỏ đâu. Thêm những cái hệ thống ống gì của nó là bằng sắt bằng gì đó hả chú? Sắt không, ống bự bành bành không. Hồi xưa có vụ mà sáng thổi đi dưới sông nhìn thấy ớn lắm chú. Ớn luôn. Dài cũng khiếp luôn nha. Nó một cái vàng quân của nó cũng dữ luôn chứ không phải chút đỉnh mà nổi luôn. Ráp ống nó nặng hả? Khiên ráp đi tè đó. Nó đi nó múc nó thổi ngày tới đó là ống nó nấu chuyền lại hoài. Lâu lắm nó mới dời một cái điểm. Nó mới dời nó tới chứ đâu phải là nó dời hoài đâu. Rồi cái vàng quân nó mà cái vàng đó cũng nhiều lắm, đông quân lắm. Như những thanh thổi đó là thời Pháp gì đã có hả chú? Hay là sau này mới có? Chú không có hiểu hồi trước. Bởi vì nó khi mà hồi đó thì nghe nói nó cũng có vậy, nhưng mà nó ở đâu á, mình ở vùng này đâu có nó thấy nó đâu mà biết. Vậy là chút mà chắc gặp cũng hết lần về sáng mới gần đây thôi. Cũng khoảng 20 năm không chú? Chứ đời xưa đâu mà có. Như chút gặp cái sáng hỏi đó khoảng 20 năm nay không hay là hơn? Trước trên. Hơn luôn hả? Trên 20 năm rồi.
Vì hồi đó nhà chú ở mấy sông đó mà nó về đây nó thổi lần đầu tiên đó, mấy nó thấy đó, thì như vậy là nhà còn ở dưới sông dưới đó luôn đó ha. Là nó kê cái ống nó thổi sau cái hồ tao vậy nè. Mà anh thổi sau cái hồ thì cứ thổi chứ, ừ, cũng như cái nhà về có cái hồ vậy đó. Mà nó thổi vô trong cái hồ thì nó thổi đi. Mình có được cây sầu đâu lớn như nè, để ra mà ăn lá ăn đọt nó đồ vậy đó. Nó cứ nó xeo cái ống nước nó thổi cho ngay chân cái gốc cái sầu đâu không à. Tao lại tao xeo ra chỗ khác. Nó lại nó xeo lại nữa. Mấy thằng đi theo sáng đấy đó. Mình lo tiền nó mới tránh, còn thể mà mình không có chịu lo tiền đó hả, là nó lại nó xeo cho cái kiểu cách gì hư hại của mình á, nó ghim lại đó à. Cái chuyện à. Ừ, nó chơi vậy đó. Tức cái mình quá. Xeo nữa, vô tôi rút cái dao chặt cỏ ra, tôi đứng gần đó. Tôi nói nào lại ngon, đút cái cây xuống mà xeo vô cái gốc cây nữa, cái đầu mày vớt ở đây luôn. Tôi chặt ra cái đầu mày cho mày coi. Quá bực mình hả chứ? Quá tức rồi. Nếu mày thổi ở ngoài đó, kệ mày đi. Mày thổi nhiêu đó, mày thổi nhậm gì dưới đây. Trời ơi, nó đi chở xuống dưới sáng, nó nói sao không biết nữa. Nó không thèm thổi đất mà nó thổi nước không ngập nguyên khúc xuống. Nó thổi nước không, không có lên miếng đất nữa chứ. Nước không. Nó ngập nguyên một khúc sớm lã chả hết trơn. Đồ đạc ướt trôi tùm lum khá lã. Cái thang thổi đó đúng nhất ở đây là hình như còn ở dưới bờ mặt dưới trên lên đây. Còn ở dưới sông đó, đó là năm cuộc sống rồi là... Năm đó nó thổi năm đầu tiên nó hình như mới có chín mấy, chưa được 2000 đâu. Mà nó thổi dưới mấy sông. Vừa rồi nó mới thổi đây hết sốt như vậy. Năm đó đó, có nó bị thua cái ông trên đầu sớm nó tức cái bằng là gần chết nó luôn. Ông chiều bữa nào ông cũng nhậu vô ông chửi nó hết trơn. Con á, mày cứ mấy mày thổi, mày cứ đè cái hồ tao thổi hoài. Không chịu dời đi chỗ khác gì hết. Nó nói thêm hoài, nó thổi viết cái bằng là nó vung lên nó cao một cái dữ dội lên trên trời luôn. Ông đi mua 2 con vịt. Chứ bà vợ ông đi ba chút mua 2 con vịt xiêm. Tới chừng chiều bữa đó là nó vung hết chỗ, hết nơi rằng mà thổi rồi đó. Rồi nó vung quá vung rồi đó, cái nó giúp ông đi. Ông sai bà vợ ông đi mua 2 con vịt xiêm lên. Ông đi lại ông mời ông nói tôi chọc mấy chú tức giận mấy chú thổi cho tôi mới được cái nền nhà quá trời cao ráo quá ngon luôn. Nó tức trời ơi trời, nó nói ôi thú con cha này dữ dằn ông nội ơi. Tức mới đầu tiên chiều bữa nào ông cũng chửi hết. Đấy chừng mà thổi được cái nền ngon là nó mua 2 con vịt về ông luộc ra sẵn ông mời mua 10 lít rượu mời mấy chú lên lên là thằng cháu với tôi quá trời ra được đưa được cái nền nhà quá cao ráo. Thằng chủ xác nó nói trời ơi là trời ngu ông già này trời ơi trời chết được hỏi kỹ không thèm ăn cho mấy thằng lính gì đó ăn làm gì làm mấy thằng lính gì đó ăn làm gì đó làm tới lại nghe ông mời lại ông ăn mừng 2 con vịt nó tất một cái. Nói ông biết là bà Sa đem thổi gì cho ông không mừng. Hồi đó ngày trước con nghe ở ngoài cầu qua chứ mà chút ở trên sáng chiều đó là sáng nổi đó là nó ăn thịt người gì đó mà cái chuyện. Cái đó thì không có hiểu đâu. Còn hồi mà giải phóng về một khúc đó thì ở cái vùng cái xứ này đó nó có chiếc sáng nhưng mà điều nó như con chim chài á. Chài là sao? Là chiếc sáng mà nó thảy xuống cái nó cạp một cục đất cái nó dục lên đó. Ừ. Là nó có làm gì mấy con kinh trong này nè. Và chỉ có biết chiếc sáng đó chứ hồi đó đâu có ai ở xứ này đâu có biết chiếc sáng thổi làm sao. Thổi gì vậy? Ai đâu biết hay chứ? Đâu biết. Đó không có biết chiếc sáng thổi làm sao đâu. Mấy sáng thổi đó nghe nói. Nó có ở đâu gì á. Thổi lên là lên vàng. Nhóm ở trên luôn. Không hiểu. Đủ thứ trên một đời chứ. Ừ. Xương đó gì từ lâu chưa chứ. Cái đó là mình không hiểu được. Chứ ngoài nhà con là mới hỏi là mấy người ta hỏi là dưới sàn mấy bộ xương nhóc chân chứ. Mấy người lớn lớn làm vàng á.
chứ còn hồi trước là nó về cái dùng cái xứ mà chỗ kinh 8000 lò gạch nó hắn là sáng, nhưng mà điều cái chiếc sáng cạp gì đó nó chỉ dục xuống rồi nó cạp cục đất rồi nó đem lên nó bỏ ở dưới cái đáy, nó không có bằng liền đâu, nó lỗ hang không mà lõm chõm dữ lắm vậy đó, vì nó thảy xuống rồi nó gấp chỗ sâu chỗ cũng còn lồi lõm lên cao lên vậy đó. Chắc mấy cái máy đó mà người nói chắc gặp phái coi luôn chú. Nhưng mà trên mặt đó thì nó sụp nước hết, chứ còn dưới cái đáy kinh á mà nước trong đi đi giờ nhìn nó thấy rõ ràng trơn vậy đó, lồi lõm không à.